Đánh đi, em suy nghĩ hoài vậy. Em đánh nè. Ngũ tam. Hai đầu tam luôn hả? Thua, anh hết đầu tam rồi. Mai. Đây đây. Chị bỏ ra, bỏ cờ ra, em thắng nha. Em 4 nút. Mọi người mấy nút vậy? 6 nút. 6 nút. Ép không à? Mấy nút, mấy nút? 8, 9 nút. Mỗi người 5.000. Nhanh lên em thắng rồi, 5.000. Không, cái ván này là em triệt á. Là phải gấp 4 lần. Em triệt hả? Ừ. Tự nhiên anh nhắc nó làm chi vậy? Trời, nhiều chuyện quá. Mỗi người 20.000. Nhanh lên, nhanh lên, gom tiền, gom tiền. 20.000, nhanh lên, cái gì quá rồi, nào còn nói chuyện nữa. Ủa, bài ai vậy? Chơi giấu bài đúng không? Kìa, 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 kìa. Tụi con mới có điện thoại nên đem qua cho chú luôn số điện thoại nè. Ủa vậy hả? Ồ, cũng ý hay á. Tại mỗi lần mà chú muốn đi lại với hai đứa khó lắm luôn á. Dạ. Ủa, cái này con tự mua hả? Có người cho tụi con đó chú. Ủa, ai vậy? Dạ, cái đó là chú Sĩ tặng cho tụi con đó. Chú Sĩ. Con cũng định để số điện thoại nợ hồ con rùa chú. Như vậy thì ba sẽ dễ tìm tụi con hơn. Ừ, chú thấy cái ý đó hay á. Dạ. Hay là đúng. Dạ. Vậy thì chú lưu số điện thoại của chú vô máy tụi con đi. Ừ, đúng rồi ha. Này, chú lưu vô. Thường á, người quan trọng nhất sẽ lưu số 1. Nhưng chú thích số 7. Chú sẽ lưu số 7. Dạ. Ủa, sao số 7 có người lưu rồi? Dạ. Ủa, kỳ vậy chú. Con chưa có lưu số ai hết mà. Đây, để chú coi coi. Ôi, cái số này còn lưu 100 lần nữa nè. Dạ. Ủa. Ôi. Lạ vậy? Để chú gọi coi ai nha. Dạ. 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 Alo, cho hỏi cái này số của ai vậy? Hỏi 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 gì mà hỏi, cái máy này cái đồ đáng ghét. Cái đồ đáng ghét là sao? Hứ, là Lam Chi đó chú. Ủa, sao tự nhiên Lam Chi nó lại lưu số điện thoại của nó vô máy chỉ tới 100 lần lận? Sao kỳ vậy? Tâm Y. Dạ. Là con Biểu. Một hồi nữa chắc thằng Ngọc nó sẽ mò về. Con khóa cửa cẩn thận, không cho nó vô, nghe chưa? Dạ. Còn nữa, nếu mà nhìn thấy nó báo cho biết liền. Dạ, con biết không? Ừ. Dạ, alo ạ. Alo, chào Ý. Chúc mừng em là người được chọn ngẫu nhiên để hưởng ưu đãi mua đất của công ty chị. Mua đất hả chị? Dạ. À, nghe chị nói thì miếng đất đó cũng tốt lắm. Nhưng mà chị nói nhân trạch ở đâu vậy chị? Ồ, chị chờ xíu nha. Dạ, chú cần con lấy gì hả? Dạ. Là em nè. Mà chị nói về sao là đất có giá hơn hả? Là gấp 3 luôn hả? À, chuyện này phải giữ bí mật hả chị? Dạ, em hiểu rồi. Nhưng mà chị ơi, chắc em phải tới đó coi thử quá à. Chứ bây giờ em không có nhiều tiền đầu tư. Em còn có 300 ngàn à. Dạ. Ê, chú. Còn tìm mua đất hả? Dạ, dạ không có đâu chú. Có thông tin nội bộ bí mật cho chú biết với. À, bí mật không thể bật mí đâu chú. Vậy con tính giấu riêng kiếm lời của mình đúng không? Dạ, dạ không phải. Tại vì chị đó nói là con phải giữ bí mật, không được nói với ai hết đó. Nè, con thấy vấn đề hả? Dạ. Nếu miếng đất đó kiếm lời nhiều như vậy thì tại sao không giữ lại để mà kiếm lời, mà cho con một người lạ quắc vậy á tham gia vô? À, cũng đúng ha. Nhưng mà nè, chú giờ cảm thấy buồn con lắm đó nha. Dạ, sao vậy chú? Vì con kiếm lời một mình. Chú ơi, không phải đâu. Chứ sao? Tại con sợ nhiều người thì chia lời ít đi thôi à. Một cái. À, chị ơi. Hả? À, chị có thể cho em mượn điện thoại được không? Chị có làm gì chị làm đi. À, rồi, em trả lời chị nè. À, mà cậu cũng lưu số điện thoại của cậu và máy tôi đi. Em vừa mới lưu rồi đó. Ủa, dạ. À, xin lỗi nha, tôi không có rành mấy cái vụ này cho lắm. Có gì đâu phải xin lỗi.
À mà chị biết cách nhắn tin chưa? À, nhắn tin hả? Ừ. Đó, đó, bấm gửi. Đó. Vậy thôi. Đâu khó đâu. À. Nè, thấy không? Qua rồi đó. Ừ. Chị thử đi. À, để tôi thử nha. Cảm ơn cậu nha. Công nhận chị thích nói cảm ơn và xin lỗi quá ha. Dạ, tôi hiểu sơ sơ rồi. Cái gì cũng vậy hết á. Khi mà chị nhắn nhiều thì chị sẽ quen thôi. Ừ. Ê, chị về trước nha. À, chị ơi. Hả? Em có làm một chú chiên nè, chị ghé lại ăn đi rồi về. Tất nhiên phải ăn rồi. Ủa không bận gì sao? Thì bận gì cũng phải ăn xong mới về được chứ. Cậu ngồi xuống đây ăn luôn đi. Ủa, chị nghe nói em mới có điện thoại là anh này á hả? Dạ, chú Julian có lưu số điện thoại của mọi người ở trong nhà trọ cho em hết rồi đó chị. Ủa, chị đang làm gì vậy? Ừ, chị chụp hình selfie á, chụp hình tự sướng á, biết không? Ờ. Nè, cầm đi, để chị gọi qua. Nè, từ đây về sau mỗi lần chị gọi em là sẽ hiện cái hình cái mặt chị lên vậy đó. Chị làm hay quá vậy. Ừ. Ủa, thì ra cái này còn dùng để chụp hình nữa hả? Đúng rồi. Bộ chị chưa chụp hình bằng điện thoại hả? Ừ, chưa, ở trên núi không có điện thoại. Tôi còn chưa xài nữa không gì. Nè, để cho chị chụp hình cho. Đây. Nè nha. Đây nè, nó có cái hình mà máy chụp hình nè, thấy không? Em bấm vừa đó, nó sẽ hiện lên vậy nè. Nguyên Nguyên, qua đây, cô chụp cho nè. Thôi không chụp đâu. Để cô chụp cho. Thôi không chụp đâu mà. Anh nói không có chụp. Trời ơi, coi xém xíu nữa. Ăn luôn cái điện thoại mới này rồi. May quá. Ủa, chị... đang ăn mà cậu đi đâu vậy? Em no rồi. Ăn mà còn như đây mà nó dục uống vậy trời. Ủa mà thiệt tình là đó giờ em chưa chụp hình selfie lần nào luôn á hả? Selfie là gì chị? Đây nè, đây chị cho. Đưa điện thoại lên cao nha, mắt ngước lên gì nè, mặt trợn lên đó đó, thổi nè đó, chụp thử đi. Dạ. Chị chị cho em mượn điện thoại của chị coi tấm hình nãy mình chụp đi. Ừ. Ủa gì đây? Mấy người coi chừng tôi đó, không có thoát được cặp mắt của tôi đâu. Công nhận nhỏ này rảnh thiệt ha. Chị mượn đi. Ừ. Chị ơi chị, sao trong máy của chị không có tấm hình nào của chị hết vậy? Hay là em chụp cho chị nha. Thôi chị không chụp đâu. Một tấm thôi, chị tạo dáng đi em chụp cho nha. Ừ. Sao mặt chị căng quá vậy? Chị phải cười tươi lên chứ. Cười tươi lên nha. Bắt đầu chụp nha. Nhìn chị mắc cười quá. Bộ xấu lắm hả? Thấy ghê quá. Đúng là đồ điên mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.